Cả nhà thấy quá trời xe đúng không? Cả nhà biết em đi đâu không? Cả nhà muốn em biết em đi đâu thì cả nhà nhớ xem hết video này nhé. Chào cả nhà nha, hôm nay em sẽ dẫn cả nhà với ông xã em cùng đi xem đăng kiểm xe ở bên Nhật khác ở Việt Nam sẽ như thế nào nha. Đi khoảng bao nhiêu km ba? 18 km thì đi đăng kiểm xe bên Nhật này đi xem coi nó có đụng xe hoặc chờ đợi mà bị hành xác lên xuống hoặc phải bảo dưỡng tiền hay không thì tham khảo nha. Cả nhà cùng đón xem nha. Đã đến nơi rồi nè cả nhà, chỗ này là mình sẽ đăng kiểm ở đây nha, nhưng mà thật ra là mình để xe ở đây cho cái anh đó đó, anh sẽ đi đăng kiểm cho mình và mình gửi tiền lại cho anh đó, dường như mình thông qua một cái dịch vụ gì đó cả nhà đó. Bây giờ ông xã em sẽ đưa giấy tờ này kia cho cái anh chủ này, và sau đó là anh chủ này sẽ hẹn mình bao nhiêu ngày đó, khi nào có là ảnh sẽ gọi điện cho mình đến mình lấy. Cả nhà thấy bên đây đăng kiểm xe thấy thế nào? Thấy gọn nha, mình đem xe lại tới đây cái người ta đi đăng kiểm cho mình rồi hẹn ngày lấy 2-3 ngày gì đó, ta gọi điện thì mình đến lấy. Và bên đây đặc biệt á, khi mà mình gửi xe ở đây thì nó có cái dịch vụ là cho thuê xe, mình muốn thuê xe chạy cũng được nữa. Cái nhà thấy xe này bán có 18 anh mấy à, cái nhà thấy rẻ không? Tiền thế này kia chắc cũng hơn 20 anh đấy. Xe gì là chạy được rồi, còn ở Việt Nam thì xe hơi đắt nha. Ở bên đây thì đa số họ sẽ chọn những cái dòng xe giá rẻ như thế này. Rồi họ chỉ về mua bán xe cũ thôi. Thì hôm bữa anh mình mua anh nói là anh mua xe ở sàn đấu giá, mà giá rẻ, đấu giá rẻ, bán là giá rẻ. Thì xe cũ mình nhìn giống như là một cái kho hàng hay là một cái showroom ấy. Nhưng mà thôi xe bán nhiều. Họ sẽ trực tiếp đem xe mình đến trạm gọi là đăng kiểm xe. Bây giờ họ hẹn trong vòng trong tuần này mình sẽ lấy. Rồi Anh giờ bây đi giờ đi gì? xe điện vậy thôi. Giờ đi xe điện gì? Sớm bữa mình trước á mình phải xe ở Nhật là có thể nói thứ hai là họ có thể đăng kiểm là hoàn thành cho mình thấy thứ hai là thứ ba thứ tư sẽ có thứ tư vào năm nay mới đi lấy kính thì ở bên Nhật thì xe bạn đi đăng kiểm nhiều công Việt Nam nhiều công lắm nhưng không thể nói là trong một ngày có thể đi dừng xe được. Bây giờ tại sao phải giờ Nhật thì dịch vụ này thì có cho sao chứ là họ sẽ kiểm tra xe cho mình vì dầu nhớt an toàn bánh xe tạo tâm thứ đó, còn khi đăng kiểm kiểm một lần luôn đó. Chứ hai cái tiền cho mình chứ trường hợp mình đang chẳng hạn mình phải nghỉ làm thì là kiểm gì có mất thời gian rồi không ai làm đó bởi vậy mình chấp nhận là thông qua chỗ sa lộc bán cái này kiểm tra cho mình là gì là kiểm cho mình luôn nhưng không có tiền chủ nhưng mà hiện tại tổng chi phí này là tầm 5 năm tiền gọi là đăng kiểm xe cho thêm một năm nữa là các yêu cầu thay bệnh nhà hai nhất nó không phải 6 năm tiền một tháng tính tiền việt nam tầm 1 triệu đó cuối cùng cũng đã xong rồi nè, bây giờ chào đón bạn ấy về nhà thôi và tốn thêm một anh thay cái bình xe nha cả nhà. Hôm nay ông xã em đi làm bằng xe điện à, bắt đầu ngày mai là được đi xe rồi, tại công ty cũng gần nhà nên đi xe thì nó sẽ tiện hơn đi xe điện. Cả nhà thấy đăng kiểm ở Việt Nam và ở bên Nhật khác hoàn toàn đúng không? Ở Việt Nam mình phải chờ đợi rồi gửi gắm đủ thứ, còn bên đây thì không có vậy nha, rất là gọn gàng. Thì ai có thời gian thì mình sẽ tự đi cũng được, nhưng mà đa số bên Nhật thì họ đi làm nên không có thời gian thì họ sẽ nhờ bên đây đi làm hộ. Và đây chị em chuẩn bị về rồi nè. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi kênh em nha.